khi xảy ra mâu thuẫn thì các bạn sẽ lựa chọn tranh cãi hay im lặng? 3, 2, 1. Im lặng. Tranh cãi. Hay thế. Hay thế. Một người, có nghĩa là một người im, còn một người nhận cái đó. Chứ nếu như mà cả hai cùng nói thì kiểu gì cũng có chuyện. Thì đã luôn. Cả hai cùng im thì làm sao giải quyết? Đúng rồi. Tuyệt vời quá anh ạ. Anh Song, tại sao anh lại chọn là im lặng? Theo tôi biết, đàn ông phải nghe ý kiến của phụ nữ để thôi. Rồi, thôi không còn gì để nói nữa rồi. Nào, nghe. Em xin phép nói với cả anh Song rằng là phụ nữ khi mà cãi nhau, đầu tiên họ không thích đàn ông im lặng. Anh có thể im lặng sau đấy, nhưng đầu tiên anh đừng im lặng. Bởi vì cái sự im lặng đấy, người phụ nữ sẽ cảm giác như kiểu anh đang không lắng nghe cái vấn đề của cô ý. Sau khi anh lắng nghe xong, anh có thể bảo là em có thể cho anh một khoảng thời gian để mà anh nhìn nhận lại vấn đề và anh nói chuyện với em không, chứ tuyệt đối đừng im lặng ngay từ lúc bắt đầu. Ý anh ấy là thế. Ý anh ấy chính xác là như thế. Có nghĩa là bây giờ hỏi nhá, nếu như mà anh ấy không nói thì làm sao biết được đấy là cuộc tranh cãi? Có nghĩa là kiểu gì cũng phải hai bên nói qua nói lại thì bắt đầu đến lúc anh nhận ra rằng à, đây là tranh cãi. Thế thì mình hãy để cô ấy nói tiếp và mình nghe. Đấy, nó chứ không phải là ngay từ đầu anh ấy im lặng đâu. Đừng nói về anh cả xin. Anh Song muốn nói. Nào, nào, nào. Mời anh Song. Lý do tôi cảm là im lặng ý là lần đầu tiên, là khi mâu thuẫn đầu tiên, tôi phải nghe trước, sau đó là suy nghĩ tại sao như vậy. Thế thì anh xuống tìm một cái chi tiết để xử lý đó. Cho nên là anh cấm im lặng thôi, không phải là im luôn im lặng là hàng ngày. Đúng rồi, chính xác ý anh như vậy. Câu trả lời đã thỏa mãn chưa? Đấy. Khi mà phụ nữ mà không biết là đối phương thái độ ra sao thì như là bạn Nga, bạn sẽ thấy rất là bức bối. Tuy nhiên mà nếu mà gặp được một người như là anh Song, anh ấy biết lắng nghe và biết im lặng, và anh hiểu rằng cái người đàn ông đôi khi họ chưa hẳn đã sai, nhưng họ luôn luôn nhận lỗi. Vậy là anh ấy khá là thông minh đấy. Khá là biết rút kinh nghiệm đấy. Đúng rồi, anh ấy khá là biết rút kinh nghiệm đấy. Mặc dù là đáp án hai người là khác nhau, liệu đèn có được sáng không? Phải sáng, tại vì khác nhau về câu chữ, nhưng mà nó cùng khớp với nhau về mục tiêu, là cùng giải quyết cái mâu thuẫn đó một cách hiệu quả. Bấm đi cô.